Tin hay 24 giờ, trang thông tin về sức khỏe nhanh chóng, tập hợp thông tin uy tín với độ tin cậy cao có chọn lọc mỗi ngày. Xin chào các bạn. Mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu thêm thông tin về sai lầm thường gặp khi chọn và chế biến yến mạch để giảm cân. Yến mạch là loại ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng và chất xơ có lợi cho sức khỏe. Chính vì thế nó là một trong những thực phẩm lành mạnh để giảm cân, nhưng điều quan trọng là cần ăn yến mạch đúng cách. 1. Lý do yến mạch giảm cân Yến mạch là loại ngũ cốc nguyên hạt rất phổ biến trên thế giới. Yến mạch nguyên hạt chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao như chất xơ hòa tan, protein, axit béo không bão hòa, vitamin, khoáng chất và các hợp chất hóa học thực vật khác. Yến mạch đã được chứng minh trong các nghiên cứu là có lợi cho sức khỏe, bao gồm giảm cholesterol, giúp giảm cân và cải thiện sức khỏe tim mạch. Nếu bạn đang muốn giảm cân và ăn uống lành mạnh thì yến mạch chính là lựa chọn rất tốt. Theo bác sĩ Trần Thị Bích Nga, chuyên gia dinh dưỡng, Yến mạch là ngũ cốc nguyên hạt rất giàu chất xơ, không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn giúp giảm cân lành mạnh. Yến mạch chứa chất xơ hòa tan được gọi là beta glucan. Beta glucan có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa. Do đó, các bohydrat được hấp thụ chậm hơn, dẫn đến lượng đường trong máu ổn định hơn, giúp chúng ta no lâu hơn và làm giảm cảm giác thèm ăn, từ đó có thể giảm cân. Beta glucan còn có thể ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol từ thức ăn giúp giảm lượng cholesterol trong máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch. 2. Ăn yến mạch giảm cân không đúng cách sẽ gây tác dụng ngược. Nhờ những lợi ích trên mà yến mạch được rất nhiều người sử dụng nó để giảm cân. Tuy nhiên nếu không biết cách lựa chọn loại yến mạch phù hợp kết quả sẽ không như ý muốn. Có nhiều loại yến mạch trên thị trường. Hàm lượng dinh dưỡng tương đối giống nhau cho dù yến mạch được cắt, cán hay xay. Tuy nhiên, chúng khác nhau về hàm lượng chất xơ cũng như thời gian cần thiết để nấu chín. Yến mạch nguyên hạt, loại yến mạch này được chế biến tối thiểu. Lớp vỏ bên ngoài không ăn được đã được loại bỏ nhưng chúng vẫn có kết cấu dai và được cho là ngon nhất khi ăn nóng. Có thể mất đến một giờ để nấu yến mạch nguyên hạt. Yến mạch cắt thép là loại yến mạch nguyên hạt, nhưng chúng đã được cắt thành những miếng nhỏ hơn để giảm thời gian nấu. Thay vì mất một giờ để nấu, yến mạch cắt thép chỉ mất khoảng 20 phút. Yến mạch cắn mảnh. Yến mạch cắn được hấp và làm mềm, sau đó chúng được cuộn thành mảnh. Thời gian nấu nhanh hơn, mất khoảng 10 phút. Cám yến mạch Cám yến mạch rất giàu chất xơ hòa tan. Nó không được coi là ngũ cốc nguyên hạt vì nó chỉ bao gồm lớp cám, nhưng nó mang lại những lợi ích sức khỏe như ngũ cốc nguyên hạt. Cám yến mạch có thể được nấu chín chỉ trong vài phút trên bếp. Nó cũng có thể được thêm vào các loại ngũ cốc, sữa chua hoặc sinh tố để tăng hàm lượng chất xơ hàng ngày trong chế độ ăn uống. Yến mạch ăn liền Yến mạch ăn liền được hấp và cắn mỏng nhưng để được lâu hơn yến mạch cắn mỏng. Chúng được nấu chín một phần và có kết cấu dạng kem không dai và có thể được chế biến nhanh chóng bằng cách thêm nước nóng. Trong các loại yến mạch trên thì các loại yến mạch nguyên hạt, yến mạch cắt thép hay cắm yến mạch rất giàu chất xơ. Mặc dù cần thời gian nấu lâu hơn nhưng lượng chất xơ dồi dào trong loại yến mạch này sẽ giúp rất tốt cho người muốn giảm cân. Còn loại yến mạch ăn liền có hương vị được thêm chất làm ngọt, nhiều đường là loại yến mạch dễ gây tăng cân nếu sử dụng quá nhiều. Trên thực tế dù ăn yến mạch rất tốt nhưng yến mạch nguyên hạt lại rất dễ gây ngán và khá khó ăn đối với những người chưa quen. Trong khi đó, Yến mạch ăn liền lại rất tiện lợi, dễ chế biến, dễ ăn do có thêm hương vị nên nhiều người có xu hướng chi sử dụng loại này và ăn rất nhiều, thường ăn kèm với các thực phẩm khác như sữa có đường, sữa đặc đó là nguyên nhân có thể dẫn đến tăng cân. Các bạn vừa tìm hiểu xong thông tin về sai lầm thường gặp khi chọn và chế biến yến mạch để giảm cân, chúc các bạn thực hiện thành công và có nhiều sức khỏe. Hãy bấm theo dõi kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.